Xin chào tất cả mọi người. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới mọi người một sản phẩm. Đó chính là cái cút lướt phía trên máy của Hyundai Getz 1.1 2009. Cái cút nước này thì 100% bằng nhựa ABS cao cấp nha anh em nhé. Đây, đây chính là cái 3 điểm bắt vào máy này. Đó. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Hyundai này. Đó. Anh em mà cần quan tâm tư vấn hỗ trợ về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.